Toàn cảnh quốc tế ngày 6 tháng 3, ông Trump nói cuộc tấn công dữ dội của Hamas và cuộc phản công của Israel sẽ không xảy ra nếu ông là Tổng thống. Tổng thống Pháp kêu gọi các đồng minh đừng hèn nhát trong vấn đề Ukraine. Tòa án quốc tế ban hành lệnh bắt giữ các chỉ huy hàng không tầm xa và hạm đội Biển Đen Nga. Đại sứ hòa bình của Trung Quốc được tiếp đón tại Bỉ trước khi đến Ukraine. Truyền thông Mỹ tiết lộ cách Trung Quốc gửi vũ khí sang Nga. Sự giám sát xuyên biên giới của chính phủ khiến Hoa Kiều cảm thấy như đang sống ở quốc gia bức tường. Quý vị đang theo dõi một toàn cảnh quốc tế ngày 6 tháng 3 của DKN. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Kính mời quý vị cùng thưởng thức cà phê sạch Burma Thuật. Cà phê đông minh rang xe mộc, robusta, thơm nồng, đắng đậm, không chua, tạo bọt tốt. Xin trân trọng cảm ơn. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài Fox News hôm 5 tháng 3, Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc tấn công dữ dội vào Israel ngày 7 tháng 10 của Hamas cũng như cuộc chiến tiếp theo mà Israel đang tiến hành chống lại nhóm khủng bố ở Gaza sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông vẫn còn ở Tòa Bạch Ốc. Ông nói, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là Tổng thống. Iran đã phá sản, họ không có tiền cho Hamas, cho Hezbollah, họ đã phá sản. Họ sẽ không làm điều đó với tôi. Tôi bảo đảm với bạn điều đó. Họ làm điều này vì họ không tôn trọng Biden khi được hỏi liệu ông có ủng hộ cách israel đang chiến đấu ở gaza hay không cựu tổng thống trump trả lời bạn phải giải quyết vấn đề bạn đã có một cuộc xâm lược khủng khiếp điều đó đã diễn ra tương tự như vậy nga sẽ không bao giờ tấn công ukraine không bao giờ bạn biết điều đó mọi người đều biết điều đó tất cả là do biden khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng tổng thống mỹ đương nhiệm joe biden đang trong quá trình bỏ rơi israel hay không ông trump trả lời tôi tin điều đó trước khi chế nhạo năng lực trí tuệ của người kế nhiệm tôi chính những kẻ phát xít và những người cộng sản đã ở xung quanh ông ta. Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn tạm thời của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hay không, ông Trump nhắc lại, cuộc tấn công này nhằm vào Israel và tương tự như vậy, cuộc phản công của Israel đúng như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là Tổng thống. Theo hãng tin Reuters, ngày 5 tháng 3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng đã đến lúc các đồng minh của Ukraine phải ra tay, nhấn mạnh bây giờ không phải là lúc thể hiện sự hèn nhát. Ông nói, chúng tôi chắc chắn đang tiến đến thời điểm thích hợp để không trở thành kẻ hèn nhát ở châu Âu. Đề cập đến việc Nga xâm lược Ukraine, ông Macron nói rằng Pháp và Cộng hòa Séc hiểu rất rõ chiến tranh lại tiếp tục diễn ra trên đất của chúng tôi. Một số quốc gia đã gia tăng mối đe dọa tấn công hàng ngày vào chúng ta và rằng chúng ta sẽ phải sống theo lịch sử và lòng dũng cảm mà lịch sử đòi hỏi. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp không đi sâu vào vấn đề này một cách chi tiết. Vừa qua, Tổng thống Pháp gây bão dư luận khi nói không loại trừ khả năng NATO khai chuyển quân tới giúp Ukraine. Theo ông, vấn đề chính là hiện chưa có sự đồng thuận về vấn đề này. Theo Tòa án Hình sự quốc tế ngày 5 tháng 3, Tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ chỉ huy lực lượng hàng không tầm xa Sergei Kobylas và chỉ huy hạm đội biển đen của Nga Viktor Sokolov. Phòng sơ thẩm 2 của Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban lệnh bắt giữ hai nhân vật trên vì bị cáo buộc phạm tội ít nhất từ ngày 10 tháng 10 năm 2022 đến ít nhất là ngày 9 tháng 3 năm 2023. Tòa án tuyên bố rằng Sergei Kobilas, người vào thời điểm liên quan là chỉ huy lực lượng hàng không tầm xa thuộc lực lượng không quân và vũ trụ Nga, và Viktor Solokov, người vào thời điểm đó là chỉ huy của hạm đội Biển Đen, phải chịu trách nhiệm vì tội ác chiến tranh ở Ukraine các tội ác bao gồm việc tấn công các khu vực dân sự ở ukraine gây ra thiệt hại quá mức cho dân thường hoặc gây thiệt hại cho các vật thể dân sự cũng như tội ác chống lại loài người dưới hình thức hành động vô nhân đạo theo điều khoản của điều luật quy chế rome tuyên bố nêu rõ có cơ sở hợp lý để tin rằng họ phải chịu trách nhiệm hình sự cá nhân đối với những tội ác nói trên vì thực hiện các hành vi chung và thông qua người khác ra lệnh phạm tội và không thực hiện quyền kiểm soát thích hợp đối với các lực lượng dưới quyền của họ Hai lệnh bắt giữ đã được ban hành dựa trên đề nghị của cơ quan công tố. Phòng xét xử sơ thẩm 2 nhận thấy có cơ sở pháp lý để tin rằng hai nghi phạm phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công hỏa tiễn do lực lượng cấp dưới của họ thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine trong khoảng thời gian ít nhất là từ ngày 10 tháng 10 năm 2022 đến ngày 9 tháng 3 năm 2023. Tòa án hình sự cho biết thêm, có cơ sở hợp lý để tin rằng các nghi phạm cũng phải chịu trách nhiệm về tội ác chống lại loài người, bao gồm các hành vi vô nhân đạo khác cố ý gây ra đau khổ lớn hoặc tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể, sức khỏe tâm thần hoặc thể chất của người dân. Theo Cơ quan quan hệ đối ngoại châu Âu của EU hôm 5 tháng 3, Lý Huy, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu đã được tiếp đón tại Bruxelles, Bỉ, trước khi ông dự kiến đến Ukraine. Thông điệp viết, các phái đoàn của eu và trung quốc đã thảo luận về cuộc chiến xâm lược bất hợp pháp của nga chống lại ukraine và các cách để thúc đẩy một thế giới công bằng và bền vững các đại diện eu nhấn mạnh trách nhiệm hoàn toàn của nga đối với hành vi gây hấn vô cớ và phi lý đồng thời lưu ý rằng việc tôn trọng các nguyên tắc của hiến trương liên hợp quốc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ukraine phải là nền tảng cho bất kỳ giải pháp cuối cùng nào EU đã tuyên bố rằng cuộc chiến của Nga là mối đe dọa thực sự đối với an ninh của các nước này và do đó, quan điểm của Trung Quốc về cuộc chiến chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ song phương với họ. Thông điệp viết, EU như trước đây cam kết viện trợ Ukraine trong mọi việc cần thiết để giành chiến thắng. Phía EU hoan nghênh chuyến thăm sắp tới của đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy tới Ukraine. Chuyến thăm này hy vọng sẽ tạo cơ hội tương tác thực chất giữa Bắc Kinh và Kyiv hơn 2 năm sau khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine eu kỳ vọng trung quốc với tư cách là thành viên thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc sẽ đóng vai trò xây dựng và tận dụng mọi cơ hội để bảo vệ thúc đẩy hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế phía eu nhấn mạnh rằng họ mong muốn bắc kinh kêu gọi nga tôn trọng ngay lập tức và vô điều kiện các nguyên tắc về chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ bằng cách rút toàn bộ lực lượng và thiết bị quân sự khỏi toàn bộ lãnh thổ ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận Tạp chí Phố ngày 4 tháng 3 tiết lộ rằng Trung Á đã trở thành sân sau để chính phủ Trung Quốc viện trợ cho Nga. Một số lượng lớn chip, bộ định tuyến, máy bay không người lái và các vật liệu khác liên tục được xuất khẩu sang Nga thông qua các nước Trung Á như Kazakhstan và Kyrgyzstan trở thành nguồn cung cấp vũ khí chủ yếu cho Nga trong cuộc xâm lược Ukraine. Các chuyên gia tin rằng hầu hết các quốc gia Trung Á này đóng vai trò là điểm trung chuyển đều giáp với Nga và có đường biên giới rộng mở dài hàng nghìn km nhiều vật tư bề ngoài là sản phẩm dân dụng nhưng thực chất là có thể được sử dụng trong lĩnh vực quân sự, chẳng hạn như chip và máy bay không người lái. Chỉ tính 45 mặt hàng trong danh sách hàng hóa lưỡng dụng bị Mỹ và các đồng minh hạn chế xuất khẩu sang Nga, xuất khẩu của Trung Quốc sang Kazakhstan và Kyrgyzstan đạt tổng cộng 1,3 tỷ đô la vào năm 2023, tăng 64% so với năm 2022. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ cũng là những điểm trung chuyển cho nguyên liệu của Trung Quốc xuất khẩu sang Nga. Ngoài ra, Trung Quốc còn xuất khẩu trực tiếp 4,5 tỷ đô la hàng hóa này sang Nga vào năm ngoái. Điều đáng lo ngại hơn nữa là nhiều sản phẩm chảy vào Nga thực chất lại do các công ty phương Tây như Mỹ sản xuất, các quan chức Hoa Kỳ và châu Âu kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các nước liên quan ngừng buôn bán chợ đen với Nga. Theo báo cáo mới nhất từ truyền thông Anh, chính phủ Trung Quốc đang cố gắng thắt chặt kiểm soát đối với người Hoa ở nước ngoài. Hiện có khoảng 10,5 triệu người Trung Quốc sống ở nước ngoài và nhiều người trong số họ đã trở thành công dân địa phương. Dù vậy, họ khó có thể thoát khỏi sự giám sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc và khiến họ cảm thấy như vẫn đang sống ở Trung Quốc. Mới đây, tạp chí Economist đưa tin rằng Đáo Hà đã rời Thượng Hải đến Hà Lan làm việc vào năm 2012. Cô vẫn giữ liên lạc với bạn bè thông qua WeChat. Sau đó, cô phát hiện một số thông tin của mình đã bị kiểm duyệt. Ngay cả ở nước khác, cô cũng phải thận trọng khi phát biểu trước công chúng, chỉ dám đi đến những nơi mà cô cho là an toàn và không có thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc nào có mặt. Citizen Love cho biết, WeChat thuộc sở hữu của Tencent, một công ty công nghệ có quan hệ chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc, thậm chí còn tích cực điều tra các tài khoản chưa bao giờ được liên kết với số điện thoại Trung Quốc. WeChat sử dụng thuật toán để tự động kiểm duyệt và có thể lấy dữ liệu liên quan đến nhà khai thác mạng cá nhân, đọc ID thiết bị và giám sát hoạt động thể chất của người dùng, cho phép Tencent xác định ai đang sử dụng dịch vụ. Đáo Hà không muốn dùng tên thật. Chuyên gia trẻ tuổi này không phải là người bất đồng chính kiến, cũng không phải là người cấp tiến, nhưng cô lo ngại sự giám sát của chính phủ Trung Quốc. Đáo Hà là điển hình của những người Trung Quốc di cư sang phương Tây trong những năm gần đây. Cô giàu có và có học thức cao, không giống như những người lao động trong cộng đồng nhập cư trước đó, kể từ năm 1990, số lượng hoa kiều ở nước ngoài đã tăng gấp đôi, kể từ năm 2000, tốc độ tăng trưởng đã đặc biệt nhanh chóng. Đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều tầng lớp thượng lưu tranh nhau rời khỏi Trung Quốc, ngày càng bất mãn với các biện pháp kiểm soát đại dịch cực đoan và các hạn chế ngày càng chặt chẽ đối với quyền tự do ngôn luận của chính phủ. Bắc Kinh đã đột ngột chấm dứt các hạn chế về đại dịch vào cuối năm 2022, nhưng nền kinh tế bấp bênh này và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao đã làm dấy lên nhiều lo lắng, ngay cả những người ít giàu có hơn cũng đang phải rời đi. Gần 53.000 công dân Trung Quốc bị giam giữ tại biên giới Hoa Kỳ vào năm 2023, tăng từ mức chỉ hơn 1.000 vào năm 2018. Tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với tổng số vụ bắt giữ ở biên giới. Trong 8 tháng đầu năm 2023, hơn 13.000 người Trung Quốc đã cố gắng đến Hoa Kỳ thông qua khu vực rừng Darien Canyon, nguy hiểm của Panama. Hiện tại, 1 phần tư cộng đồng người Hoa sống ở Hoa Kỳ và 1 phần tư sống ở Hồng Kông, tiếp theo là Nhật Bản và Canada. Nguồn tin chỉ ra rằng người dân Trung Quốc rời khỏi Trung Quốc không có nghĩa là họ có thể thoát khỏi xiềng xích của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì Trung Quốc không chấp nhận hai quốc tịch nên nhiều người nhập cư giờ đây chỉ là công dân của một số quốc gia khác, Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc có khả năng gây ảnh hưởng ngay cả với những người không còn là công dân của Trung Quốc. Ngày nay, ngày càng nhiều người bên ngoài Trung Quốc phải đối mặt với những hạn chế giống như ở trong nước, khiến họ luôn cảm thấy như đang sống ở Trung Quốc. Bài báo chỉ ra ba cách Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ảnh hưởng, đó là đe dọa trực tiếp những người có khả năng chỉ trích, tuyên truyền ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhắm vào cộng đồng người Hoa hải ngoại và buộc mọi người phải tự kiểm duyệt khi thảo luận về Trung Quốc. Chiến thuật đe dọa trực tiếp trắng trợn nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng đối với người Hoa ở nước ngoài là nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động, bao gồm cả việc can thiệp vào thông tin liên lạc kỹ thuật số của họ, trực tiếp uy hiếp các thành viên gia đình của họ ở Trung Quốc. Năm 2023, tổ chức nhân quyền Safe Garden Defenders cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập hơn 100 đồn cảnh sát trái phép ở nước ngoài tại 53 quốc gia. Từ năm 1997 đến năm 2021, hơn 400 người Duy Ngô Nhĩ đã bị trục xuất về Trung Quốc vì những lý do đáng ngờ. Các công dân Trung Quốc khác cũng đã bị dẫn độ từ nước ngoài với các cáo buộc do chính phủ bịa đặt. Một số chính phủ, chẳng hạn như chính phủ Thái Lan, đã hợp tác để hồi hương những người này. Nhóm bị ảnh hưởng bởi sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các nguồn tin tức hải ngoại lớn hơn nhiều. Nhiều người nhập cư từ Trung Quốc sống chủ yếu trong cộng đồng nói tiếng Trung, thậm chí ở nước ngoài. Theo dữ liệu năm 2021 từ một dự án của chính phủ Hoa Kỳ, hơn một nửa số người Trung Quốc nhập cư vào Hoa Kỳ có trình độ tiếng Anh hạn chế. Theo nguồn tin, để đáp ứng nhu cầu thị trường này, Bắc Kinh đã phân bổ khoảng 7 tỷ đô la trong năm 2009 để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo của ông Tập, các chân rết này đã mở rộng hơn nữa, Bắc Kinh tung ra các phương tiện truyền thông tiếng Trung mới và mua lại các phương tiện truyền thông hiện có. Theo một báo cáo gần đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng các biện pháp tài chính và cưỡng chế để tác động đến quan điểm của các phương tiện truyền thông độc lập. Truyền thông hải ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc thường ngăn cản việc thảo luận về các chủ đề nhạy cảm như Tây Tạng hay vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, nhấn mạnh những khuyết điểm của các nước dân chủ trong nỗ lực tạo ra sự chia rẽ giữa cộng đồng hải ngoại và nước sở tại. Các tờ báo miễn phí ở châu Âu đưa tin về đời sống địa phương, đồng thời xen lẫn những lời khen ngợi dành cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở Úc, truyền thông tiếng Hoa trước đây thường chống Đảng Cộng sản Trung Quốc, giờ đây thường ca ngợi các lãnh đạo đảng này. Tại Hoa Kỳ, tin tức truyền hình là nguồn thông tin chính cho các quốc gia người nước ngoài, nơi các kênh ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc thống trị chương trình truyền hình cáp, theo tổ chức Freedom House. Trong thời đại kỹ thuật số, Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách gây ảnh hưởng không chỉ đến những gì mọi người đọc, và xem mà còn cả cách họ tương tác trực tuyến. Hình thức giám sát phổ biến nhất là thông qua WeChat, vốn là trung tâm của đời sống xã hội và kinh doanh ở Trung Quốc. Người Trung Quốc sống ở nước ngoài cũng sử dụng nó để kết nối với những người thân và bạn bè ở Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc cũng nỗ lực kiểm soát việc tiếp cận thông tin trong các trường đại học. Cứ 10 người Trung Quốc ở nước ngoài thì có một người là sinh viên và con số này không bao gồm nhiều học giả ở lại nước ngoài sau khi tốt nghiệp. Trên khắp thế giới có các hiệp hội sinh viên và học giả Trung Quốc, nhiều hiệp hội có quan hệ chặt chẽ với các cơ quan ngoại giao của Bắc Kinh. Dưới thời ông Tập Cận Bình, nguồn tài trợ cho các hiệp hội này đã tăng lên. Dịch vụ của họ bao gồm chào đón sinh viên tại sân bay hoặc giúp sinh viên mở tài khoản ngân hàng. Ở một số trường học, họ cũng đóng vai trò chính trị. Áp lực của chính phủ Trung Quốc cũng mở rộng đến các học giả ở nước ngoài, đặc biệt là những người tham gia nghiên cứu về Trung Quốc, ngay cả khi họ không sinh ra ở Trung Quốc ông Tăng Nhuệ Sinh thuộc Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi ở London cho biết, thị thực vào Trung Quốc của ông đã bị vũ khí hóa. Các học giả được coi là nhà phê bình có thể nhận thấy cơ hội nghiên cứu của họ ở Trung Quốc bị hạn chế. Tất cả những điều này khuyến khích sự tự kiểm duyệt, đặc biệt là trong giới học giả có thành viên gia đình ở Trung Quốc. Ở các trường nước ngoài, sự thận trọng như vậy đã trở thành quy tắc hàng ngày. Giảng viên đại học ở một số nước mô tả trường hợp sinh viên Trung Quốc từ chối phát biểu trong lớp hoặc yêu cầu không tham gia lớp học cùng các sinh viên Trung Quốc khác. Các học giả cũng phải thận trọng khi lựa chọn hướng nghiên cứu. Một giáo sư ở Florida, Mỹ cho biết ông có thể thay đổi hướng nghiên cứu của mình một khi không còn phải cân nhắc nhu cầu trở về Trung Quốc để thăm bố mẹ và gia đình. Thưa quý vị, một toàn cảnh quốc tế của DKN đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bình luận mới nhất của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. May anh xin cảm ơn và hẹn gặp lại.